Thôi, làm vô cái nguyên cái. Đã rồi sao không? Trời ơi, anh còn tiếc mồi nữa cả nhà. Ăn phải uống. Uống anh ăn cho hết thì ra đó anh tiếc mồi nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Nhà hôm nay mình với anh Hoàng cũng rảnh rồi cả nhà. Nè, anh Hoàng có được cái mới ruột cá nè. Này ruột cá lóc nè cả nhà. Giờ anh em mình sẽ mần nấu canh chua cả nhà. Nấu canh chua anh em lương xương dày ly đế. Chiều nay rảnh. Ăn chua rổ. Hoàng có gần cắt mang bỏ luôn chứ. Bỏ mang rồi bỏ. Có người ăn mang. Hỏi mấy em cũng bỏ bớt chứ. Chứ nó cũng không có gì. Ngon ghê. Tươi nè, cái này tươi. Còn cái kia đang lạnh nó chắc tươi. Rồi giờ anh em mình sẽ lấy cái mật rồi với cái mang rồi ra bỏ cả nhà, với rọc rọc cái ruột á. Rồi sẽ nấu canh chua. Rồi cả nhà ơi, anh em mình nấu canh chua xong rồi cả nhà. Nấu với bông sổ đũa với bông điên điển, ruột cá. Nó xong sao đó. Mà anh em mình hai anh em mình với anh Hoàng đi nãy giờ hoài nó chưa hoàn thiện nè. Mình anh Hoàng đi tiếp. Sao mới thiếu chua cái này nặng thêm mấy trái tắc nữa cái. Mà mấy cái bông này khó niềm lắm. Giờ anh em mình múc ra ăn ngay cả nhà. Ác con cái chiều không có Hoàng đi chợ mà không quên mua bún bây giờ ở sớm còn bánh tằm mua luôn. Ăn còn bánh tằm luôn. Rồi cả nhà. Giờ chín rồi cả nhà. Giờ hai anh em mình bữa nay có mình với anh Hoàng luôn. Có bà xã ké ăn cơm. Rồi, mời cả nhà nhập tiệc với hai anh em mình nha. Hai anh em làm lương xương về ly. Ruột cá này cả nhà, ruột cá lóc. Nó này là không phải cá lóc đồng nha, cá lóc nuôi nha. Ai nói cá lóc đồng là mình cự liền. Rồi mời cả nhà ăn đi nha anh em. Vô mời cả nhà. Có mấy củ cá có mật nè. Đảo rồi té ăn. Làm cái à. Mời cả nhà. Lấy cái đồ đi xuống nha. Chén. Đi không? Ngọt béo. Làm một miếng nè. Cái này là nó không có trọn nha cả nhà, cái này là chỉ có một miếng thôi. Một cái này nha. Khoai nghèo. Có anh bạn mới xem cả nhà. Anh, chú Anh. Hơi xíu rồi. Là mấy bé. Xin chào cả nhà. Ủa bộ nhậu rồi hả? Để tôi ra chưa tôi hai chiếc cốc nhậu rồi tôi ăn này không nấu. Tê rồi, anh Sáu gì? Cái này ruột cá mà. Nhậu đầu có bịch lách á. Rồi. Ừ. Lấy là lấy cho luôn cũng. Chạy nợ con mua cho bông giặt cũng đủ. Cái à, làm miếng canh đi. Ruột cá mà đâu phải cá cá đâu. Rồi. Từ từ. Nhậu bịch lách bố anh em đi đến giờ. Lấy cái chén đấy ra đây em. Nè, lấy cái chén đấy ra để anh dễ cho anh Hoàng ăn nhìn dưới quá. Vô. Đây. Này nó cạn luôn à. Ừ.
không ăn, còn ăn mấy rau đi, không biết canh cho khỏe. Trà đá hay gì? Trà. Hả? Trà đá. Nhớ lấy cho nước 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 tủ lạnh mà. Thôi, làm vô cái nguyên cái. Đã rồi sao không? Trời ơi, anh còn tiếc mồi nữa cả nhà. Ăn phải uống. Uống anh ăn cho hết, thì ra đó anh tiếc mồi nha. Chê mình ngồi nữa đi. Không, không được, không uống được. Họ muốn nhiều lắm không được. Bữa nóng dỗ, không đại bị bệnh chết luôn. Dựng xương. Có cái mang cái xương thôi. Đâu? Không biết. Tại anh em mình tiết cái mang này mắp mắp cũng được. Không có mang ngon mà. Ngon rồi ăn đi. Làm cái đi. Vô đi. Phải dính luôn cái ruột mà được chứ cái mang không thì ăn gì. Thôi để từ từ nè mấy. Nhân canh vô. Ăn miếng cơm gì cho khỏe chứ. Nghe nào cũng nhậu hả? Quá đã cái này. Ăn về thiên dám cân. Cái này muốn ăn đá đạm không à? Lâu lâu rồi nè. Cái này nó cũng tốt mà. Mỗi cá là có sao? Chờ ăn rồi tặng heo rồi. Sao vợ em ghe luôn không nghe anh hay hát á? Anh hai tháng này đi hát kéo kéo rồi cả nhà. Em nói đó nghe không? Lâu lâu còn nghe hình hình đó. Nhìn đấu đã luôn à. Từ hồi 9-10 giờ gì tới giờ luôn á. Anh hai hát gần nhà cả nhà. Anh em mình chờ anh em mình có điện rồi nhưng mà còn khách hát không về được. Bữa anh kêu là Vũ hát nè. Anh kêu nó lại không còn nè. Ăn miếng anh làm cho mấy người ăn thôi không có gì cơ. Không có đàn lắm. Vô ăn ăn đi bỏ giờ anh em mình cũng cưa hết chai này anh em mình xin phép nghỉ cả nhà. Này kêu nó ra em làm cái ăn thôi để nó tự làm. Nói gì anh bún này cho nó ăn. Vô cái nữa chào cả nhà. Giờ anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau cả nhà.